Buổi tối hôm đó đậu xe ngoài đường thì bị một shipper giao hàng quẹt trúng cái biển số. Khi trời bắt đầu sáng thì cái biển nó mới rụng xuống đường. Rồi vài tiếng sau có một cụ ông nhặt ve chai nhìn thấy cái biển, thay vì trả lại cho chủ xe thì ông ta đang nghĩ cái biển này hư rồi chủ xe không cần nữa đem về tái chế.